Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo đề xuất dự án hỗ trợ của thành phố Yokohama, Nhật Bản trong triển khai đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, tham dự phía đầu cầu Nhật Bản có lãnh đạo vụ quốc tế thành phố Yokohama và Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản. Đà Nẵng đang trong giai đoạn hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Để xây dựng đề án, Đà Nẵng đã tham chiếu rất nhiều mô hình thành phố môi trường ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các mô hình đang triển khai thành công tại Nhật Bản, đồng thời nỗ lực tìm kiếm các đối tác, nguồn lực về kỹ thuật, quản lý, tài chính để xây dựng đề án. Riêng đề xuất từ phía thành phố Yokohama, dự kiến từ nay đến 2024 sẽ hỗ trợ Đà Nẵng triển khai một số chương trình, dự án liên quan đến kiểm soát ô nhiễm khí thải, nước thải, tư vấn xây dựng kế hoạch thành phố carbon thấp, nghiên cứu các dự án tiết kiệm năng lượng, phân tích khả năng giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành chính tại Đà Nẵng, công tác truyền thông về môi trường, điều tra nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, v.v. Thành phố Yokohama cũng tiếp tục tài trợ Đà Nẵng triển khai dự án quản lý chất thải rắn. Trên cơ sở đề xuất từ phía Nhật Bản, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về hướng hợp tác với thành phố Yokohama trong thời gian tới.